Tí nữa. Mình đi về vô cái mũi cái đầu. Lên xíu đừng có gần quá, đừng gần quá, mình đừng xa quá, giữ cái khoảng cách. Cô vừa rồi ấy, đợi con tí nha cô, nó bông hết chưa cô? Nó bông hết chưa? Bông hả? Dạ. À, biết là có cái chưa bông. Cô đợi con tí, thì con xong với con ấy cho. Dạ. Lên xuống xuống nhớ vào nắm lắm. Nếu con lên có xuống lại đưa nhẹ thôi, thì nó lên nhanh quá. Thank you.
mò ra quần đấy giờ có 6 phút rồi. Xuống lạnh nữa. Bữa giờ là được một tuần rồi hả cô? Bữa giờ là được một tuần rồi hả? Dạ. Dạ. Sao quá rồi. Mở mắt rồi sao? Cô